Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đến với một bệnh truyền nhiễm, đó là bệnh cúm. Về phần nội dung, hôm nay chúng ta sẽ đi lần lượt qua năm mục tiêu. Phần 1 là đặc điểm chính của virus cúm. Chúng ta sẽ học về cấu trúc, phân loại và miễn dịch học của virus cúm. Phần thứ hai chúng ta sẽ đi qua dịch tễ học của cúm. Phần thứ ba sẽ là liên quan tới triệu chứng lâm sàng. Phần thứ tư là những cái xét nghiệm mà có thể chẩn đoán về cúm. Phần thứ năm sẽ là cách phòng ngừa bệnh cúm. Theo một bài báo cáo của WHO thì có đến 650.000 người chết về bệnh lý hô hấp liên quan tới cúm mùa mỗi năm. Cũng trong bài nghiên cứu thì tiến sĩ Peter Salama, giám đốc điều hành chương trình khẩn cấp về y tế của WHO cho biết rằng những con số này cho thấy gánh nặng bệnh cúm cao cũng như chi phí kinh tế và xã hội đáng kể mà nó gây ra cho thế giới. Họ nhấn mạnh lên cái tầm quan trọng của việc phòng ngừa cúm đối với dịch bệnh theo mùa, cũng như là nên chuẩn bị sẵn sàng cho đại dịch. Thì cúm là một bệnh truyền nhiễm lây lan nhanh, có thể gây dịch hoặc đại dịch. Nó có nguy cơ diễn tiến nặng và tử vong, đặc biệt là những trẻ nhỏ dưới 5 tuổi, người lớn tuổi, đặc biệt là trên 65 tuổi, phụ nữ có thai và những người có bệnh lý mãn tính hay là suy giảm miễn dịch. Về phần đầu tiên, chúng ta sẽ đi về đặc điểm chính của virus cúm, về cấu trúc, phân loại và miễn dịch. Chúng ta sẽ nói sơ về cách mà virus cúm hoạt động. Thì virus cúm hay còn gọi là flu, cũng có tên gọi khác là influenza virus. Thì virus cúm nó sẽ tấn công vào đường hô hấp. Sau đó sau khi đi vào đường hô hấp thì nó bắt đầu tăng sinh nhân đôi lên. Thì đường hô hấp lúc này nó sẽ bị phù nề, bị sức tiết và trở nên bị nhiễm khuẩn. Sau khi nó phát triển trong hệ hô hấp thì virus này nó sẽ đi vào máu và bắt đầu nó sẽ gây ra triệu chứng. Hình bên tay phải sẽ cho chúng ta thấy về lịch sử của virus cúm. Thì chúng ta có thể thấy vào năm 1918 thì có một trận đại dịch ở Tây Ban Nha do chủng H1N1. Chủng này bắt đầu lưu hành và đến năm 1957 thì nó gây ra một trận đại dịch châu Á. Virus cúm H1N1 nó bị thay bởi H2N2 từ gia cầm. Sau đó năm 1968, một trận đại dịch ở Hồng Kông thì do một chủng từ bắt có nguồn gốc từ loài heo với tên gọi là H3N2 thay cho chủng H2N2, và đến trận đại dịch mới nhất là năm 2009 với cái chủng là H1N1 nhưng mà là tiếp 77 thay cho H1N1 năm 1918. Trong đời sống, chúng ta thường quy do triệu chứng sốt, ho hay là sổ mũi, chúng ta thường gọi là cảm cúm, cảm lạnh. Liệu chúng có phải là một hay chúng là hai trường phái khác nhau? Thì cảm lạnh, tên tiếng Anh được dịch ra từ common cold, chính là bệnh viêm hô hấp trên do siêu vi. Cảm lạnh thường rất là do rất là nhiều loại virus khác nhau gây, có trên 200 loại virus gây ra cảm lạnh. Virus mà thường gây cảm lạnh nhiều nhất đó là rhinovirus, xong rồi kế đến có thể kể đến như là coronavirus hay là adenovirus, và chúng không có điều trị đặc hiệu. Trong khi đó thì cảm cúm thì triệu chứng của chúng thường gây sốt cao, có thể lạnh run, và
có thể kèm theo đau nhức, mệt mỏi, có thể khiến cho trẻ nằm y một chỗ. Và khác với cảm lạnh thì cảm cúm có thuốc điều trị đặc hiệu, đó là điều trị bằng thuốc kháng virus. Hình này sẽ cho chúng ta thấy một cái nhìn sơ lược về virus cúm. Thì virus cúm thì được đặc trưng bởi hình dạng với cấu trúc là hình cầu hoặc là hình sợi, được bao bọc bởi một cái màng lipoprotein. Thì trên cái màng lipoprotein đó thì có hai kháng nguyên chúng ta cần chú ý, đó là hemagglutinin và neuraminidase. Và ở bên trong cùng sẽ là một lõi RNA. Về lớp màng bọc lipoprotein thì nó là một lớp vỏ bọc lipid kép, bề mặt có các gai lipoprotein, đó chính là hemagglutinin và neuraminidase. Và lớp bên trong của nó thì cũng được bao bọc bởi các protein gọi là M1 và protein M2, trong đó protein M2 nó nhô ra khỏi vỏ ngoài và tạo ra các kênh ion. Thì vai trò của hemagglutinin và neuraminidase thì nó sẽ tạo ra các phụ tiếp huyết thanh, thì có nghĩa là một chủng cúm A thì dựa vô H và N nó sẽ có nhiều loại cúm A khác nhau, ví dụ H1N1, H2N2, H3N2, vân vân. Và chúng ta dựa vào tiếp huyết thanh chúng ta sẽ có 3 loại cúm, đó là cúm A, cúm B và cúm C. Chúng ta sẽ có 3 loại cúm, đó là cúm A, cúm B, cúm C theo màu sắc. Thì cúm A thường có nguồn bệnh từ tự nhiên ở loài thủy cầm, trong khi đó cúm B và C là chỉ có ở người. Và cúm A, đặc biệt ở cúm A thì nó sẽ gây ra những trận đại dịch cũng như là dịch ở người. Trong khi đó cúm B nó chỉ gây ra những trận dịch ở người và không gây ra những trận đại dịch. Ở cúm C thì bệnh thường nhẹ và không gây ra những trận dịch hay là đại dịch. Dựa vào sự khác biệt về kháng nguyên của hai lipoprotein mình có nhắc tới, đó là hemagglutinin và neuraminidase, theo nghiên cứu thì người ta thấy hemagglutinin nó có 18 loại từ H1 đến H18, còn neuraminidase thì có 11, từ bắt đầu từ 1 cho tới 11, thì nó sẽ tạo nên virus cúm A rất là đa dạng. Về phụ tiếp của virus cúm A, mỗi sub tiếp thì nó có tính đặc hiệu riêng cho một nhóm loài ký chủ, ví dụ H1, H2, H3 và N1, N2 thì là những sub tiếp thường xuyên lưu hành ở người, trong khi đó những cái sub tiếp khác thì tìm thấy ở chim và gia cầm, chỉ trừ H7N10 và H18N11 thì nó chỉ có ở dơi. Khi có những cái biến đổi về kháng nguyên HA và NA thì virus nó sẽ vượt qua hàng rào lòi, có nghĩa là thay vì nó chỉ xuất hiện ở loài chim, gia cầm thì bây giờ nó có thể xuất hiện ở người hoặc là một loài động vật khác. Hình sau đây sẽ cho chúng ta thấy về tên gọi hay là danh pháp trên những loại vaccine hàng năm mà chúng ta đi chủng ngừa cúm. Thì nó được cấu tạo từ đầu tiên sẽ là tên của loại cúm, ví dụ là cúm A, B hoặc là C. Tiếp theo đó sẽ là vùng địa lý phát hiện. Kế tiếp sẽ là số phân lập. Kế tiếp nữa là số năm phân lập, và cuối cùng sẽ là sub tiếp.